cần phải quán hơi thở trước không để làm tâm mình ổn định trước, và làm sao để mình thực hành mà không nhầm lẫn với tham ái? Thưa quý vị, đó cái việc hành thiền năm từ thì sư đã có hướng dẫn ở một cái video riêng rồi ha, quý vị có thể theo dõi xem lại để mà nắm cái việc mà thiền tâm từ. Còn cái việc có cần quán hơi thở trước hay không đó thì xin thưa là không cần. Thậm chí những cái vị hành giả tất cả các đề mục khác bao gồm luôn cả việc hành thiền hơi thở thì các vị đó cũng rải tâm từ trước, có nghĩa là các vị đó cũng hành thiền tâm từ trước rồi mới đến đề mục chính. Có nghĩa là nếu như mà dùng bất kỳ một đề mục nào khác ngoài thiền tâm từ thì các vị đó cũng thiền tâm từ trước khi bắt đầu đề mục chính của các vị đó, cho nên không cần phải quán hơi thở trước khi bắt đầu thiền tâm từ ha. Và để tránh cái việc nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái đó thì những vị thiền sư có kinh nghiệm á, thường dạy rằng đây là căn cứ theo thanh tịnh đạo, nên rải tâm từ đối với đối tượng mà có ơn với mình trước, có nghĩa là đối tượng mà mình tôn kính trước đó có thể là một vị ân nhân hoặc là một vị thầy cùng giới tính của mình. Thì như vậy đó, mình sẽ không có bị nhầm lẫn giữa tâm từ và tâm ái. Cùng giới tính ở đây đó thì phải hiểu là nếu như mình là người nam, mình có khuynh hướng giới tính là mình ưa thích người nữ thì mình sẽ rải tâm từ đến với cái đối tượng tôn kính là người nam mà không phải người nữ. Ngược lại với người nữ, nếu mà đối tượng khuynh hướng giới tính của họ đó là ưa thích người nam thì họ không thể rải tâm từ đối với vị thầy là người nam mà phải là người nữ hoặc là người có ơn đó. Hoặc đối với người mà là người nam mà khuynh hướng giới tính của họ là người nam thì họ không thể rải tâm từ đến với người nam. Đấy. Đó là chúng ta tránh tối đa cái việc là nó khiến cho tham ái nó lẫn lộn vào. Và khi mà quý vị thực hành một cách thường xuyên, một cách nhuần nhuyễn rồi, đã thực hành một thời gian rồi thì quý vị sẽ tự nhiên nắm được cái sự khác biệt giữa tâm từ và tâm ái. Đó là chuyện tự nhiên thôi. À. Rồi qua câu hỏi kế tiếp. Rồi Phạm Thành Tâm có hỏi, tại vì các câu hỏi này liên quan tới câu hỏi trước, đó là rải tâm từ cho chư vị thánh có được hay không? Thì đối tượng mà rải tâm từ đó, đối tượng đó phải còn sống. Cho nên không thể rải tâm từ cho những vị đã nhập Niết Bàn. Ví dụ như Đức Phật không thể rải tâm từ cho Ngài được, tại vì đối tượng đó không còn nữa. Hoặc rải cho chư vị thánh tăng như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, rải không được. À, đối tượng đó phải còn tồn tại. Cho nên là không có rải cho chư vị mà chứng thánh mà còn mà đã nhập Niết Bàn là không được. Còn nếu mà quý vị có thể tìm được một vị thánh thời nay mà còn sống mà còn tồn tại để cho quý vị có thể rải tâm từ đó thì tùy nhá, tùy. Và cái vấn đề đó nó nằm trong một cái phạm trù khác.